Minasan konnichiwa. Nhật ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng cấu trúc câu nói về diễn tả số lần và tần suất lặp đi lặp lại cái hành động đó trong một thời gian cố định. Và nó như thế nào thì chúng ta cùng nhau xem qua cái bức tranh ví dụ đây nhé. Hai cậu bé này thì đang đánh răng đúng không ạ? Và bên đây thì Ichi ni chi ni kai. Và chúng ta nhìn bức tranh thôi thì chúng ta cũng đã hình dung ra được cái câu đó là như thế nào đúng không ạ? Một ngày cậu bé đánh răng hai lần thì chúng ta có câu là Ichi ni chi ni kai hao mi ga kimasu. Và cấu trúc câu của nó sẽ là thời gian cộng với ni cộng với số lần làm hành, cộng với cái hành động. Và diễn ra ý nghĩa của nó là sẽ là lần, và cách dùng của nó là dùng để diễn tả số lần hoặc tần suất lặp lại cái hành động đó trong một cái thời gian nhất định. Và chúng ta có ví dụ cụ thể như sau nhé. Hay Ichikan, koreba Ichikan desu ne. Cô gái này làm hành động gì đây? Đúng rồi, gọi điện về cho gia đình. Và cô gái này thì Ichikan ni nikai kazoku ni denwa o kakemasu. Một tuần thì cô gái đó là gọi điện về cho gia đình là hai lần. Và tương tự như vậy, chúng ta muốn nói là gì? Hai tháng thì tôi gửi tiền về cho mẹ một lần, thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Đúng rồi, hay Nikagetsu ni ikkai haha ni okane o okurimasu. Vâng. Và bức tranh này thì các bạn nhìn rồi, các bạn đã đoán được đó là gì đúng không ạ? Đúng rồi, kiểm tra sức khỏe. Và nó sẽ là kenko shindan desu. Hay Ichinen, hantoshi ikkai. Hantoshi là nửa năm thì nó tương ứng với là 6 tháng. Hay Rokagetsu ni, hoặc là hantoshi ni cũng được. Hay Rokagetsu ni ikkai kenko shindan o ukemasu. Cứ 6 tháng thì tôi kiểm tra sức khỏe một lần. Và tương tự như vậy, chúng ta muốn nói là gì? Một năm về nước một lần thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Đúng rồi, hay Ichinen ni ikkai kikoku shimasu. Kikoku shimasu này nó bằng nghĩa với là betonamue kaerimasu. Hay qua buổi học ngày hôm nay thì cô nghĩ là các bạn đã nắm rất là rõ về cái cấu trúc ngữ pháp này rồi đúng không ạ? Bởi vì nó rất là đơn giản. Và hay minasan sayonara, mata kondo yoroshiku onegai shimasu.